Tuyến đường Cao Văn Lầu dài hơn 8 km. Đây là tuyến đường độc đạo, huyết mạch từ trung tâm thành phố Bạc Liêu dẫn ra hàng loạt khu du lịch, khu kinh tế trọng điểm ven biển của tỉnh Bạc Liêu. Mặc dù đã xuống cấp, hư hỏng trầm trọng, nhưng gần 8 năm qua làm không xong đã gây bức xúc, bất bình trong nhân dân. Xác định đây là tuyến đường động lực, trọng điểm để phát huy, khai thác có hiệu quả tiềm năng kinh tế biển và du lịch của tỉnh. Năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định đầu tư mở rộng và nâng cấp tuyến đường Cao Văn Lầu. Dự án có tổng vốn đầu tư trên 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau gần 8 năm được phê duyệt đầu tư, do có nhiều nguyên nhân như vướng đền bù giải tỏa, vướng công trình công cộng, vì thế tuyến đường Cao Văn Lầu thi công cầm chừng. Người dân bức xúc phản ánh, không chỉ người dân sinh sống dọc hai bên tuyến đường Cao Văn Lầu, mà bất kể người dân đi tham quan khi đi qua đoạn đường này cũng gặp cảnh khốn đốn. Trong mấy ngày nắng nóng gay gắt thì người dân phải chịu cảnh khói bụi, gây khó khăn trong việc đi lại, kinh doanh, buôn bán và sinh hoạt của người dân. Khi xuất hiện vài cơn mưa lớn hoặc những lúc thủy triều nước biển dâng cao thì nhiều đoạn đường bị sụp lún tạo thành vô số ổ gà, ổ voi, những hố sâu lớn, bùn đất hỗn độn gây nguy hiểm, khổ sở cho người tham gia giao thông, nhất là trẻ em, học sinh. Do đây là tuyến đường độc đạo nên hàng ngày có rất nhiều phương tiện, đặc biệt có những lúc cao điểm, có hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn lượt phương tiện đổ về các khu du lịch để hành hương, tham quan. Do đó, tuyến đường Cao Văn Lầu thường xuyên quá tải, gây ra ách tắc, ùn ứ, kẹt xe triền miên. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.